Vâng, xin chào quý vị. Thì hôm nay thì chúng tôi đang có mặt ở tại đền Thánh Trần và gặp được thị trưởng của thành phố Westminster là ông Charlie Nguyễn Minh Chí. Thì hồi nãy ông mới vừa phát biểu là cái sự kiện của ông Hồng Cao, có lẽ là ông xin vì thời lượng thôi, hồi nãy thôi có lẽ là hơi ít, cho nên là có những điều gì ông còn muốn nói thêm không ạ? Dạ vâng, lời đầu chúng tôi xin được chào anh Minh, anh Minh Giang, anh Lâm Nguyên cũng như là anh Michael từ ở Phố Việt TV. Vâng, chúng tôi rất hân hạnh là được tham dự trong cái cuộc chào cờ ngày hôm nay đầu tháng ngay tại tượng đài Đức Thánh Trần, và với cái sự cho phép của ban điều hành Đức Thánh Trần thì chúng tôi có phổ biến một cách ngắn gọn về việc thông báo đến cái ngày mà tổ chức vận động gây quỹ cũng như là gặp gỡ đồng hương của đại tá ứng cử viên Hồng Cao sẽ có mặt ở đây vào ngày 11 tháng 8 từ lúc 1 giờ cho tới 4 giờ ngay tại Lavender Restaurant, trước kia được gọi là cái tòa soạn báo Việt Mỹ và hoặc là OC Entertainment, nó nằm ngay bên cạnh của nhà hàng Blue Restaurant, góc đường Beach và đường 13, thưa với quý vị. Và nếu mà quý vị vẫn không có theo dõi kịp, quý vị có thể gọi về số điện thoại là 714-576-4330 thì chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị từ hôm nay cho tới cái ngày mà chúng ta gây quỹ hay là vận động để cái buổi gặp gỡ với lại đại tá Hồng Cao. Tôi nghĩ rằng là trong cái buổi này đại tá Hồng Cao rất cần có cái sự ủng hộ của người Việt của chúng ta để mà chứng minh được cho các tổ chức đảng phái họ nhìn thấy rằng là người Việt của chúng ta khắp nơi trên Hoa Kỳ đã ủng hộ đại tá Hồng Cao, bởi vì bất cứ một tiểu bang nào bây giờ chúng ta cũng có những người Việt Nam hiện diện nơi đó. Mà khi mà đại tá Hồng Cao vào làm việc thì chắc chắn rằng đại tá Hồng Cao sẽ làm việc với tất cả các vị mà đại diện cho các tiểu bang, và khi mà các vị đó làm việc đó thì các vị đó sẽ biết rằng là họ cần tới cái tiếng nói hay lá phiếu của người Việt Nam, thì họ sẽ phải chạy tới đại tá Hồng Cao để làm việc với đại tá Hồng Cao. Như vậy chúng ta có một người, nhưng mà thật sự ra chúng ta có rất nhiều người, bởi vì ở những khắp nơi là người Việt khắp nơi trên toàn thế giới, trên toàn Hoa Kỳ. Mà nói tới là ngay tại thủ đô của người Việt tị nạn của chúng ta ở đây, mà là một cộng đồng lớn nhất tại hải ngoại, chúng ta cần phải thể hiện cái sức mạnh đó, chúng ta cần phải thể hiện cái sự ủng hộ mạnh mẽ cho đại tá Hồng Cao để chiến thắng vào trong cái cương vị đại diện cho cộng đồng, đại diện cho người dân và đại diện cho đất nước Việt Nam của chúng ta, để mà phấn tranh đấu cho cái sự tự do cho đất nước Việt Nam mình. Tôi tin tưởng rằng đại tá Hồng Cao sẽ là cái người như vậy, bởi vì ông là người thiết tha với cộng đồng của mình, cho nên ông sẽ là đại diện cho chúng ta. Bên cạnh đó thì quý vị, hiện nay đại tá Hồng Cao ông ra tranh cử bên cái chức vụ là thượng nghị sĩ của liên bang của Hoa Kỳ. Quý vị biết rằng là trong mỗi tiểu bang chỉ có 2 thượng nghị sĩ thôi, mà 50 tiểu bang chúng ta có 100, thì ông sẽ là một trong 100 người nếu ông chiến thắng vào trong cái tháng 11 này. Tôi nói là ông có thể chiến thắng được là bởi vì trong cái kỳ bầu cử sơ bộ vừa qua, ông đã thắng một cách vẻ vang, ông đã thắng 60%, thắng đối diện với 4 ứng cử viên đối thủ của ông, mà những ứng cử viên kia chỉ có 10%, trên dưới 10%, mà ông có được 60%. Thì thưa với quý vị, đó là một tiếng nói mạnh mẽ để rồi ông được vào trong cái lần tranh cử của tổng tuyển cử, và qua đó ông đã được cái sự hỗ trợ của cựu tổng thống Donald Trump, mà hiện nay cũng là ứng cử viên của tổng thống Donald Trump. Ông đã đưa Hồng Cao vào những cái buổi vận động của ông, cho Hồng Cao có cơ hội để kêu gọi vận động cho cái việc ứng cử của mình. Bên cạnh đó, thống đốc của tiểu bang Virginia cũng đã ủng hộ ông, ngay cả ông phó tổng thống được đề phó ứng cử viên phó tổng thống được tổng thống ứng cử viên Donald Trump nhận chọn là J.D. Vance, ông cũng ủng hộ với lại đại tá Hồng Cao, là bởi vì họ cũng là ở trong quân đội với nhau. Rồi chưa hết, chúng ta thấy rằng là ông quen rất nhiều trong cái thành phần của chính trị chính giới ở tại tại Washington, và qua đó ông sẽ được sự hỗ trợ. Cho nên đây là cái cơ hội cho cộng đồng của chúng ta, cơ hội ngàn vàng. Tôi nói cơ hội ngàn vàng, nếu lần này ông không thắng cử được
thiếu cái sự ủng hộ của chúng ta để ông phải mất đi cái cơ hội này, và cộng đồng của chúng ta cũng mất đi cơ hội này. Tôi không biết khi nào chúng ta mới có được, bởi vì đây là cái chức vụ mà là Thượng viện Hoa Kỳ chứ không phải là Hạ viện Hoa Kỳ. Thưa ông, thì ông đại tá Hùng Cao đó là một ứng cử viên ở bên tiểu bang Virginia, thì phải ảnh hưởng tới California, mà tại sao mà các anh lại đứng ra tổ chức để mà vận động cho ông ta? Dạ vâng, như chúng tôi mới nói, đây là một niềm hãnh diện cho người Việt của chúng ta. Từ xưa tới nay, từ trước tới nay chưa có một dân cử nào có thể ứng cử vào cái chức vụ cao như vậy, mà đã lọt qua vòng vô sơ bộ mà bây giờ đi vào tới chung kết. Có nghĩa rằng là cái tổng tuyển cử vào tháng 11 này. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, tôi hiểu được đại tá Hùng Cao là một người rất là dấn thân để mà lo cho đất nước Hoa Kỳ, nhưng bên cạnh đó ông quan tâm tới sinh hoạt cộng đồng của chúng ta ở đây. Và cái đó là cái quý. Nếu là một người khác, là người Việt Nam đi, mà họ không có, họ tranh cử vào chức vụ đó mà không có cái tâm với cộng đồng, thì có lẽ rằng tôi cũng không có tha thiết cho lắm, là bởi vì họ cũng chỉ là một người Mỹ khác mà thôi. Nhưng đây là một người Mỹ lo cho chính sách của Mỹ, lo cho chính sách của Việt Nam, nhưng bên cạnh đó có tâm huyết. Ông mang theo cái tâm huyết là ngay cả trong cái Đại hội Đảng Cộng Hòa, khi mà ông được ông Tổng thống cho phát biểu, đây là một cái vinh dự vô cùng. Ông đã vỗ cái tấm bảng ở đó để cho mọi người, gây được cái sự chú ý của mọi người. Ông nói ông là một người tị nạn, ông đã phải rời bỏ đất nước ra đi khi đất nước bị cộng sản chiếm. Cho nên đó là những cái mà chúng ta thấy rằng là bên đó tôi được nói chuyện với ông, tôi cũng được hiểu rằng ông cũng rất quan tâm về các hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và khi mà ông vào trong đó, ông quyết tâm ông sẽ tranh đấu để mà chúng ta có thể một cách nào đó đạt được cái mục đích hay là nguyện vọng của đồng hương Việt Nam của chúng ta ngay tại thủ đô của người Việt Nam ở đây cũng như là khắp nơi. Cho nên tôi mong rằng là có sự hiện diện đông đảo của tất cả quý vị trong cái ngày 11 tháng 8 này lúc 1 giờ tới 4 giờ tại Lavender. Vâng, được biết là ông Hùng Cao là một cái người ứng cử viên rất là kỳ cựu của Đảng Cộng Hòa và được ông Donald Trump đã ủng hộ rồi. Và như vậy thì ông cũng có tư cách là một cái ứng cử viên. Ông hiện giờ ông là thị trưởng mà cũng là Đảng Cộng Hòa. Như vậy thì có phải là vì đảng phái mà ông ủng hộ ông Hùng Cao, hay là vì vấn đề mà vì người Việt? Và nếu người Việt như vậy thì ông có kêu gọi gì đối với những người mà khác đảng phái, thí dụ như Đảng Dân Chủ ở đây là thưa ông? Dạ vâng, ngay cả cái buổi mà ngày 11 tháng 8 này, tôi kính mời hết tất cả các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị giới truyền thông, quý vị là những người cộng đồng ở đây, đại diện cho cộng đồng hoặc là đồng hương của chúng ta, không phân biệt đảng phái. Chúng ta phải nói rằng đây là cái, như chúng tôi nói, đây là cái hãnh diện của cộng đồng người Việt của chúng ta. Mai mốt nếu chúng ta có nhiều người ra, quý vị có thể lựa chọn, nhưng đây chúng ta chỉ có một mà thôi. Mà một đó cái cho chúng ta khác đảng phái, thì chúng ta cũng vẫn nghĩ rằng là đây là một người với tâm huyết của lòng người Việt Nam, trên cái tấm lòng người Việt Nam của chúng ta. Cho nên chúng tôi tin tưởng rằng, đừng nghĩ rằng đây là của đảng phái Cộng Hòa hay là, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng đây là một người Việt Nam có thể phấn đấu và tranh đấu cho quyền lợi của người Việt Nam của mình, bên cạnh đó giúp cho đất nước Hoa Kỳ. Đó là cái điều mà tôi mong nhận. Vâng, được biết là trong thời gian vừa qua thì ông cũng gặp rất là nhiều các cái sự mà nhiều cái ý kiến là đối lập với ông đó, hoặc là có những người có khác biệt chính kiến, thậm chí là người ta chỉ trích ông rất là nặng nề nữa. Thì đối với những thành phần đó, ông sẽ gửi đến họ những cái thông điệp như thế nào để mà cho người ta tham gia vào cái sự kiện này thưa ông? Dạ vâng, cảm ơn anh đã hỏi. Tôi biết trong cái vai trò của chúng tôi thì nó phải đối diện với rất nhiều, thậm chí là phải đối diện những người mà ganh tị và tức tối với tôi nữa. Cho dù là tôi có làm thành công thì họ vẫn có những người họ không ưa, và chúng tôi không thể nào làm hài lòng hết tất cả mọi người. Cho nên chúng tôi chấp nhận là những cái điều mà vu khống vạ lị. Nhưng mà nếu mà chúng tôi cứ một chút vu khống vạ lị mà tôi phải tới đó để mà hay là tôi phải lên đài để mà đính chính, thì chắc có lẽ rằng tôi không làm gì được gì cho, xin lỗi, cho thành phố, hoặc làm gì được cho cộng đồng của chúng ta. Cho nên những cái đó nó chỉ là một phần nhỏ, tôi xin được bỏ ngoài tai để như vậy chúng ta làm cái chuyện lớn hơn. Đó là cái điều mà chúng tôi mong là luôn luôn tiếp. Cho nên thưa với quý vị, thậm chí rằng là tôi đã có trên 3 thập niên sinh hoạt với cộng đồng ở đây và sinh hoạt với nhiều đoàn thể, kể cả bên tổ chức của bác Phan Kỳ Nhân ở đây. Thì thưa với quý vị, lên Hội Cựu Chiến Sĩ,
Tuy nhiên họ vẫn ghém cho tôi. Quý vị nghe những lần trước họ ghém cho tôi là cộng sản. Thưa quý vị, tôi đâu cần phải lên để đính chính. Tôi không phải là cộng sản, tôi không cần phải đính chính như vậy. Cái cột cờ tôi dựng thì trả lời cho tất cả những người mà gọi tôi là cộng sản. Nếu tôi là cộng sản, tôi không bao giờ tôi dựng cái cột cờ ngay tại đó, nơi đó 40 ngày mấy năm không có được, mà tôi đã dựng được cái cột cờ đó. Không phải là tôi kỳ công, nhưng tôi muốn nói tới đó là cái chứng minh để tất cả mọi người chúng ta nhìn thấy rằng tôi không phải là như những vị đó đang nói về tôi. Ông Long Nguyên muốn hỏi gì ạ? À, thưa ông thị trưởng, thì ông vừa qua ông có nói là ông Hùng Cao là cũng nghĩ tới cộng đồng, thì ông có thể là cho biết là ông Hùng Cao để ý tới cái cộng đồng của mình, đặc biệt là người Việt của mình, là những cái gì, có những cái gì nó ưu điểm, ông có thể kể, và ví dụ chẳng hạn như những cái gì mà, và ông Hùng Cao ông đi theo ông coi như là ông ủng hộ ông tổng thống Donald Trump, là ông là cộng hòa chắc chắn rồi, thì ông có thể cho biết là ông Hùng Cao là có những cái gì để mà làm cho cộng đồng người Việt của chúng ta sẽ tương lai nếu ông ta đậu. Dạ vâng, trước khi trả lời anh, để cho tôi minh xác một điều là tôi nói hơi lớn tiếng một chút xíu, nhưng mà tại vì là anh Lâm Nguyên anh nói là nhạc lớn quá phải nói lớn lên, cho nên tôi phải nói lớn, cho nên quý vị đừng nghĩ rằng là tôi nói lớn là tôi tôi nhưng mà tôi không biết ở trong bên ngoài quý vị nghe thế nào, nhưng mà theo như lời anh Nguyên, Lâm Nguyên, tôi sẽ nói lớn lớn để cho tất cả mọi người nghe rõ hơn. Thưa với anh Lâm Nguyên, ngay cả hiện nay ông chưa có đắc cử vào trong cái chức vụ là thượng nghị sĩ, nhưng mà ông đã cho chúng tôi biết rằng là cái ngày mà ông đắc cử đó, mà ông tuyên thệ sẽ là vào tháng 1, nó cũng đánh dấu là 50 năm mà chúng ta phải rời bỏ quê hương. Đây là một cái lịch sử thành công cho người Việt tị nạn của chúng ta. Con cháu của người Việt tị nạn đã đứng lên đóng góp vào cái xã hội chúng ta sinh sống. Bên cạnh đó, ông nói rằng cái ngày mà ông tuyên thệ, ông sẽ đãi quốc hội phở Việt Nam. Ông sẽ đưa cái món phở, đây tôi không nói cái món phở là để cào quảng cáo, nhưng mà cái món phở ông muốn giới thiệu cái món phở đến cho tất cả những vị chính khách chính giới ở trong cái đó bằng cái cuộc đãi chiến thắng của ông. Vâng, thưa ông, thì với cái ứng cử viên là bây giờ là đi vào cái vòng gọi là chung kết đó, chỉ có hai ứng cử viên thôi, một người ông Hùng Cao là bên đảng Dân Chủ, bên đảng Cộng Hòa, và một cái ứng cử viên rất là kỳ cựu bên đảng Dân Chủ đã từng là ứng cử viên cho phó tổng thống nữa. Thì với cái sự đối lập như vậy thì ông nghĩ là cái cơ may cho ông Hùng Cao là như thế nào theo như ông đánh giá? Dạ vâng, dĩ nhiên là cái sự khó khăn, nhưng mà ngay chính cả các báo giới ở ngay tại tiểu bang Virginia đã công nhận Hùng Cao sẽ là một địch thủ gọi là đến với lại cả ông đương kim thượng nghị sĩ ở đó, đó là ông Tim Kaine. Cho nên thưa với quý vị, ngay cả báo giới chính của giới dòng chính đã nói như vậy, thì chúng ta thấy rằng là bên cạnh đó chúng ta thấy được cái sự ủng hộ của các chính giới ở đó. Chúng ta thấy được trong cái lần mà tranh cử sơ bộ thì ông có rất nhiều cơ hội. Chỉ có một cái điều mà chúng tôi thấy rằng là bên kia bây giờ họ có tới 18-20 triệu, và bên đảng Cộng Hòa họ cần tới có 18-20 triệu để mà vận động cho đại tá Hùng Cao trong những ngày cuối đây. Thế nhưng họ đòi hỏi đại tá Hùng Cao phải cố gắng gây quỹ được 2 triệu, thì còn 18 triệu kia đảng cũng như là tất cả các tổ chức họ sẽ cùng góp tay vào. Điều đó nói tới cái sự quan trọng rằng là đại tá Hùng Cao cần phải có sự hỗ trợ của chúng ta, của mỗi người chúng ta. Như là chúng ta đã nói, đó là niềm hãnh diện và đó là hy vọng của chúng ta. Mà nếu mà chúng ta để chuột cái này đi đó, thì tôi không biết khi nào mới được có được như vậy. Vâng, như vậy thì cái cộng đồng người Việt ở tại Nam California này, thông qua cái buổi mà gọi là cái quỹ của ông đó, thì sẽ làm cái gì? Quan trọng nhất là chúng ta như thế nào để mà có mang lại cái hiệu quả, cũng như là cái budget mà theo như một cái mục đích mà ông gây quỹ đó, thì có đưa ra một cái con số là sẽ vươn tới là bao nhiêu không ạ? Chúng tôi mong rằng là không, chúng tôi rất là gọi là khiêm nhường trong một cái sự vận động như vậy. Chúng tôi mong rằng là đạt được cái con số khoảng chừng 50.000. 50.000 thì thật sự nó không đáng bao nhiêu so với bạc triệu, nhưng mà đại tá Hùng Cao cũng có những buổi như vậy ở các tiểu bang khác nhau. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta tới đó đóng góp được bao nhiêu hay bấy nhiêu
và chúng tôi mong rằng là được cái con số đó. Bên cạnh đó, nếu không được ít ra thì chúng ta cũng đến để mà support về tinh thần. Chúng ta nói là tinh thần và tài chính cả hai đều đi song song với nhau. Quý vị là những người tới để mà gọi là khuyến khích tinh thần. Thứ hai nữa, quý vị là những người có gia đình, người quen ở Virginia, nơi mà ông cả một tiểu bang, nơi mà đại tá Hồng Cao là ứng cử viên, quý vị gọi về bên đó xin bầu một lá phiếu cho ông, thì chắc chắn rằng tôi thấy rằng nếu quý vị đều cùng với chúng tôi làm chuyện đó, chúng ta sẽ đạt được cái mục đích. Vâng, anh là câu hỏi gì ạ? Xin thị trưởng cho biết cái chương trình coi như là ứng cử tháng 11 ở thành phố Westminster như thế nào, hiện nay là có bao nhiêu ghế của nghị viên và như thế nào, có thể mời thị trưởng chia sẻ. Dạ vâng, về tháng 11 ngay tại địa phương ở đây, về thành phố Westminster nơi chúng tôi đang là thị trưởng, thì năm nay chúng tôi không phải ra tranh cử lại, chúng tôi còn 2 năm nữa. Nhưng mà có 2 vị trí của nghị viên phải ra lại, đó là vị trí của Phó Thị trưởng Kimberly Hồ và vị trí của ông nghị viên Carlos Menzo, là 2 người phải ra tranh cử lại vào tháng 11 này. Trong cái địa hạt 2 và địa hạt 3, địa hạt 2 là của ông Carlos và địa hạt 3 là của bà Kimberly Hồ. Thì thưa với quý vị, trong địa hạt 2 tới nay tôi biết là có ông Carlos và một người khác là ông Howard Hill cũng đã ra để mà ghi danh tranh cử vào tháng 11 này. Đó là 2 người. Tôi chưa biết từ hôm nay tới ngày mà đóng sổ chúng ta còn biết là còn có ai nữa. Nhưng mà tới giờ phút này thì địa hạt 2 đối diện với ông Carlos tranh cử trở lại thì có ông Howard Hill. Bên địa hạt 3 của bà Kimberly Hồ đó thì hiện nay đã có 3 người, ông Casey Robert, ông Mark Nguyễn và ông Joseph Ngô tranh cử vào trước đó. Dĩ nhiên còn thời gian, không biết là bà Hồ và quyết định thế nào chúng tôi không biết. Nhưng mà chúng ta phải đợi tới ngày đó thì chúng ta mới biết được là thế nào. Cái hạn chót để mà biết được bao nhiêu người ra ứng cử thì là ngày nào vậy thưa thị trưởng? Dạ, hạn chót để mà gọi là ghi danh ứng cử sẽ là vào ngày 9 tháng 8 tới đây. Dạ. Dạ vâng. Vâng, xin thưa ông là trở lại cái vấn đề mà tổ chức gây quỹ đó. Thì thấy cái thơ mời đưa ra là ký tên Charlie Nguyễn Minh Chí. Như vậy thì ông là một trong những thành viên của ban tổ chức, và ông có kết nối với các cái ứng cử viên, các cái gọi là nghị viên khác không, trong vùng hay không, và những cái người mà gốc Việt khác là ai thưa ông? Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Trong cái thời gian mà chúng tôi được mời để mà đứng ra giúp thì cái thời gian rất là ngắn, và chúng tôi làm việc chung với lại một số các anh chị em gọi là thương gia. Đặc biệt quý vị nhìn thấy rằng là ở cái anh Uy Nguyễn là tổng giám đốc của bên Holytron, cũng là Telecon đã đứng ra để mà cùng với chúng tôi trong cái vai trò đó. Đặc biệt là chúng ta còn một số thương gia nữa. Dĩ nhiên là chúng tôi mở rộng và mời gọi các dân cử khác, nhưng mà nếu chúng tôi không có thời gian để mà mời các dân cử ngồi lại mình tổ chức, mình ngồi lại ngồi tổ chức là không có thời gian nữa. Cho nên chúng tôi chỉ có 2 tuần thôi để mà thực hiện cái việc này. Cho nên cái việc mà chúng ta tổ chức, tôi họ nhờ tôi đứng ra thì tôi đứng ra, tôi sẵn sàng với cái vai trò mà quý vị tin tưởng tôi ở trong cái vai trò là thị trưởng, và tôi hãnh diện là người Việt Nam, tôi hãnh diện để có một người mà ngồi trong thượng viện đó, tôi sẵn sàng đứng ra để làm. Và tôi mong rằng là quý vị cũng thông cảm cho tôi là thời gian nó rất là ngắn, và chúng ta tới đó là tập trung với nhau, cùng hỗ trợ cho nhau, không cần biết ai là người phải đứng ra tổ chức, không cần biết, miễn sao chúng ta đạt được cái mục đích cho tháng 11 này là quý rồi. Vâng, thì đúng là cái vai trò của cái thượng nghị sĩ đó đối với cái liên bang của Hoa Kỳ là chỉ có 100 người thôi, mà nếu mà người Việt Nam đầu tiên được vào cái vị trí đó là một cái niềm hãnh diện rất là lớn cho cái cộng đồng Việt Nam, mặc dù là 50 năm rồi. Thì bây giờ đó thì ông Hùng Cao nếu mà đi vào cái vị trí đó thì sẽ góp phần giúp được gì trong cộng đồng và giúp được gì trong mối quan hệ giữa Việt Mỹ thưa ông? Trong mối quan hệ Việt Mỹ, anh biết rằng là trong Quốc hội Hoa Kỳ ở đây á, local như cá nhân chúng tôi á, chúng tôi không có thể nào đụng tới vấn đề mà chính sách của đất nước hoặc là quốc gia hay là liên hệ với các quốc gia. Nhưng mà ở trong cái vai trò của ông á, là đưa ra chính sách cũng như quyết định những cái chính sách ngoại giao với lại các nước liên hệ. Cho nên cái sự mà chính sách đó tôi không thể nói cho được cho đại tá Hùng Cao là chính sách ông sẽ đưa ra cái gì. Nhưng mà ông sẽ là một trong những người luôn luôn quyết định vào những cái quyết định chung của quốc hội để
bầu cho cái lá phiếu đồng ý hay không đồng ý. Bên cạnh đó, ông còn vận động nếu nó đi trái ngược lại với cộng đồng của chúng ta, ông còn có cơ hội vận động đồng viên của ông để có thể không thực hiện được cái việc đó. Thì xin hỏi ông câu nữa là cái việc mà tổ chức đó thì ông có thể là lặp lại là ngày nào, giờ nào và người ta đến đó có phải mà mua vé hay không? Và cái chương trình được tổ chức có ca nhạc hay là có ẩm thực và cái cách bố trí bàn ghế như thế nào thưa ông? Dạ vâng, cảm ơn anh. Ngày hôm đó sẽ có tổ chức của câu lạc bộ tình nghệ sĩ Cao Minh Hưng cũng sẽ giúp vào trong chương trình văn nghệ, và nhà hàng là Vendor, họ đã cho không những là cho mượn cái địa điểm đó để tổ chức, bên cạnh đó thì họ lại còn giúp cho chúng ta về vấn đề ẩm thực nhẹ ngày hôm đó. Cho nên chúng tôi mời quý vị tới để chúng ta cùng thưởng thức chương trình gặp gỡ cũng như là thưởng thức cái phần ăn trưa nhẹ với nhau, được mở rộng cho tất cả mọi người, không phân biệt đảng phái, không phân biệt tất cả. Đây là niềm hãnh diện chung, cho nên tất cả không có bán vé và chúng ta sẽ tới như vậy. Dạ vâng. Xin hỏi thị trưởng hơi sớm một chút là chương trình 50 năm thành phố Westminster có được có sinh hoạt như thế nào, thị trưởng có thể cho dân biết sơ. Cách đây khoảng chừng 2 tháng tôi cũng đã gửi ra một số các lá thư đến các tổ chức đoàn thể, kể cả Đức Thánh Trần cũng như là Liên hội Cựu chiến sĩ. Tôi nghĩ rằng là 50 năm là một cái điểm mốc mà người Việt của chúng ta phải vùng dậy, phải đứng dậy. Chúng ta đã phải chịu đựng 50 năm vừa qua và nhiều tổ chức lễ tưởng niệm Quốc hạnh 30 tháng 4. Điều đó là điều tốt thôi, tôi không nói là xấu. Nhưng năm nay, năm tới đây là 50 năm. Chúng tôi đề nghị là bất cứ một tổ chức nào tôi không cần biết, chúng ta ngồi lại với nhau. Ai đứng ra tôi không cần biết, nhưng mà chúng ta ngồi lại với nhau để có một tổ chức. Một tổ chức đó sẽ tổ chức cái lễ Quốc hạnh 30 tháng 4. Mà lễ Quốc hạnh 30 tháng 4 đó, tất cả mọi người dân sẽ cùng đi một cái tổ chức đó mà thôi. Và đồng thời chúng ta sẽ tổ chức ngay tại cái ngọn cờ ở bên chỗ Phước Lộc Thọ, nơi mà chúng ta đánh dấu bao nhiêu năm nay mới có được cái lá cờ, cột cờ ở đó. Chúng ta sẽ tổ chức ngay tại đó. Và tôi đã được phép của bên Phước Lộc Thọ cho phép chúng ta sử dụng cái địa điểm đó vào ngày 30 tháng 4 để tổ chức. Cho nên chúng ta có toàn quyền ở cái khu vực đó để tổ chức cho cái ngày 30 tháng 4 năm 2025. Chúng tôi mong rằng là có sự mà ngồi lại của tất cả mọi người cùng với chúng tôi để chúng ta có được một cái tổ chức như vậy. Và cái điểm khác hơn, tôi sẽ đề nghị với lại tất cả các tổ chức, tôi không biết được đón nhận hay không, nhưng mà tôi nghĩ rằng 30 tháng 4 năm 75 chúng ta bất đắc dĩ phải hạ cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì chúng ta đã mất nước. 50 năm sau, chúng ta những năm vừa qua chúng ta đã phải treo cờ cũ. Năm nay ngay tại cái ngọn cờ thủ đô của người Việt tị nạn, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ dương cao ngọn cờ chính nghĩa, lá cờ vàng ba sọc đỏ, bằng cách là thượng kỳ và lá cờ sẽ bay phất phới. Chúng ta phải vươn lên và chiếm lại, chứ không thể nào chúng ta cứ tiếp tục như vậy được. Và nếu như ngày nay chúng ta chưa làm gì được thì chúng ta gieo một hạt mầm cho những người giới trẻ sau này, họ sẽ tiếp tục với cái vai trò của cha. Đó là điều mà chúng tôi xin được. Vâng, thì có lẽ là gặp ông Nguyễn Minh Chí thì có rất nhiều các đề tài mà chúng tôi cũng rất muốn hỏi ông. Và nhưng mà tôi thấy trên ngực ông cũng đã đeo một cái bảng tên là như là có liên quan đến một cái sự kiện nữa, nó một lần tới nữa. Cho nên là có lẽ là hẹn gặp lại ông lần sau. Và chúng tôi hôm nay là những cái kênh là cá nhân thôi, nhưng mà cũng nằm trong một cái hội truyền thông Việt Mỹ, thì cũng chúc cho cái buổi mà gây quỹ và gọi là vận động cho một ứng cử viên gốc Việt của chúng ta đó là thành công. Thì xin chào ông ạ. Vâng, xin được cảm ơn anh Minh Giang, cảm ơn anh Bình, cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chương trình. Là 14 tháng 8. Dạ vâng, tất cả các anh tới. Dạ vâng, xin được cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn. Mời tất cả quý đồng hương.